Hello, chào các bạn. Hôm nay mình tới núi Bà Đen, Mê Linh tham quan. Đây là cái cảnh ở phía xa đang gần tới. Đây có mấy ruộng lúa đang chín vàng rất là đẹp dưới chân núi. Các bạn thấy không? Lúa chín rất là đẹp dưới chân núi.